Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, được thần tài ban lộc, hốt vàng hốt bạc về nhà, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 giàu có nhất họ. Quý vị và các bạn thân mến, đối với mỗi chúng ta, việc nắm bắt được vận mệnh của mình giống như việc mình có một chiếc bản đồ để chúng ta đi tới thành công nhanh hơn trong cuộc sống. Chính vì vậy, thời gian này, ban biên tập chương trình sẽ liên tục ra các video nói về vận mệnh của từng tuổi theo các ngũ hành như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ để giúp quý vị và các bạn có được những quyết định đúng hơn trong dịp cuối năm 2024 này. Và những điều ban biên tập chia sẻ dưới đây sẽ giúp cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nắm bắt được cơ hội để chúng ta đón quý nhân, rước lộc vào nhà, cũng như chúng ta biết được những việc cần tránh để chúng ta giảm thiểu được những rủi ro trong dịp cuối năm 2024 của mỗi người. Tuy nhiên, các cụ vẫn có câu đức năng thắng số, vậy nên ban biên tập chương trình hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy dùng những kiến thức của mình, tu nhân tích đức cũng như sự cố gắng của mình trong cuộc sống để chúng ta vượt qua được những khó khăn, vận hạn và nắm bắt được vận may từ cuộc sống mang lại quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung bài chia sẻ tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tổng quan tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Người tuổi Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và có kỹ năng lãnh đạo khá tốt, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Người tuổi Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người sinh năm Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đinh Dậu là người khá sắc sảo, tài năng và quyết đoán. Họ không muốn có một cuộc sống bình yên mà thích phiêu lưu khám phá những miền đất mới. Đa số người tuổi này gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Không giống như các tuổi Dậu khác, những người Đinh Dậu không khó tính, họ không hay đi sâu vào các chi tiết mà thay vào đó là tập trung vào hoàn cảnh, kể cả trong công việc lẫn các mối quan hệ. Chính vì thế mà mọi người luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên họ. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả này lại mang tới cho bạn sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho những người sinh năm 1957 có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của người Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu sinh năm 1957,
Mệnh Sơn Hạ Quả, Lửa Dưới Núi, Hắc Thích Lịch Quả, Con Nhà Xích Đế, Cô Quạnh, Xương Con Gà, Tướng Tinh Con Khỉ, Cuộc Đời Được Phật Bà Quan Âm Độ Mạng. Đinh Dậu cung tốn tuổi ta, lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm. Mùa xuân, mùa hạ sanh ra, đặng sanh sung sướng làm nên chức quyền. Thu đông lỗi số tự nhiên, quả bị thủy khắc đảo điên cực hoài. Số này trung giận bôn ba, khá rồi tan rã khiến ta chưa cầm. Hậu giận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi. Số này giận mệnh đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai. Số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượm gặp người chỉ cho. Cuộc sống tuổi Đinh Dậu không được tốt lắm, vào tiền giận cũng như trung giận, số chỉ có thể trở nên giàu sang phú quý vào hậu giận mà thôi. Cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều thay đổi và lao đao không ít. Từ lúc lớn tuổi trở đi mới hoàn thành được sự nghiệp, còn tùy theo số mạng của từng người, nếu bạn là việc thiện thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ, nếu gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Đinh Dậu chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn không có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Gia đạo, công danh, phần gia đạo vào trung bận có nhiều xích mích, buồn lo, hậu giận mới được an nhàn, và từ hậu giận mới yên hòa và êm ấm. Công danh lên cao, tạo được nhiều tên tuổi, tuy nhiên luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Tuổi hợp cho làm ăn, sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn. 3 tuổi này rất hợp với bạn, nếu hợp tác làm ăn thì có nhiều kết quả tốt. Lựa chọn vợ chồng, trong cuộc sống tình cảm, vấn đề hợp tuổi rất quan trọng. Vậy trong sự lựa chọn vợ chồng, nếu muốn tạo được một cuộc sống cao sang quyền quý, đó là bạn chọn được một trong các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp, Bính Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này, bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi Kỷ Hợi, Tân Sửu, Ất Tỵ, Ất Mùi. Nếu kết hôn với những tuổi này, đời bạn chỉ có một cuộc sống nghèo nàn khổ cực, khó thoát được cảnh bần cùng, đó là bạn kết hôn với các tuổi Đinh Dậu, Quý Mão. Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì cưới vợ phải gặp cảnh xa vắng, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 âm lịch. Những tuổi Đại Kỵ, những tuổi này không nên kết duyên hay làm ăn, vì có thể gặp phải cảnh tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là hợp tác hay kết duyên với các tuổi Canh Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý và Giáp Ngọ. Gặp tuổi Đại Kỵ trong công việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi Kỵ trong việc tình duyên thì nên âm thầm kết hôn mà không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt gia tộc, vì rất kỵ trước đám đông. Gặp tuổi Kỵ trong con cái, gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho tất cả các tuổi trong suốt thời gian gặp năm hạn thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Đinh Dậu có những năm khó khăn, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 25 và 37 tuổi. Những năm này phải đề phòng tai nạn hay có thể bị hao tài. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ là hợp nhất cho tuổi Đinh Dậu trong bất cứ việc gì trong suốt cuộc đời. Thưa quý vị, năm 2024 đã mở ra một chương đầy thử thách và biến động cho những người mang tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Như một con thuyền giữa sóng cả, quý vị đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Công việc không còn vững vàng như trước khiến cho tâm trạng của quý vị thường xuyên bị xáo trộn. Áp lực tài chính gia tăng như một gánh nặng đè nén lên đôi vai, khiến quý vị cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Ngoài ra, những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình cũng như những mâu thuẫn không đáng có đã tạo ra bầu không khí căng thẳng, đôi khi làm quý vị cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến của chính mình. Tuy nhiên, giữa những khó khăn trồng chất, sức mạnh nội tâm và sự kiên trì của quý vị đã thể hiện rõ rệt. Mỗi ngày trôi qua, quý vị không ngừng nỗ lực đối diện với thử thách bằng một tinh thần mạnh mẽ và lạc quan. Quý vị đã biết cách tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối.
không để cho những biến động làm nản lòng. Điều này chính là minh chứng cho bản lĩnh và quyết tâm của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Từ giờ đến cuối năm, những nỗ lực không ngừng sẽ dần được đền đáp. Vận mệnh của quý vị đang dần cải thiện, mở ra một giai đoạn tươi sáng hơn. Các tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian quý giá. Khi tài chính của quý vị bắt đầu ổn định trở lại, có thể quý vị sẽ nhận được những cơ hội bất ngờ, mang đến không chỉ lợi ích về kinh tế mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực công việc, những mối quan hệ xã hội và sự hợp tác sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quý vị có thể sẽ gặp gỡ những người có cùng chí hướng, cùng chung tay xây dựng dự án hoặc ý tưởng mới, góp phần mang lại thành công và thịnh vượng cho bản thân và cộng đồng. Không chỉ công việc, mà gia đình cũng sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao cho quý vị. Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình dần được hàn gắn, mang lại bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Những bữa tiệc gia đình, những khoảnh khắc sum vầy sẽ trở thành những ký ức quý giá, là niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của quý vị khi bước vào năm mới. Tóm lại, năm 2024 mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng với sự kiên cường và tinh thần lạc quan, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và những điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Bước sang năm mới, hãy mở lòng đón nhận mọi cơ hội và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Đây không chỉ là thời gian để nhìn lại những gì đã qua, mà còn là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới đầy hứa hẹn. Quý vị có thể nhận thấy rằng những nỗ lực, sự kiên trì và đam mê mà mình đã dành cho công việc trong suốt thời gian qua đã đến lúc gặt hái thành quả. Trong giai đoạn này, quý vị có thể gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng, những người có cùng tầm nhìn và mục tiêu. Những dự án cũ dù đã từng bị bỡ ngỡ, giờ đây có thể trở thành nguồn cảm hứng mới, mang lại cơ hội phát triển và thành công. Quý vị nên chủ động tìm kiếm và mở lòng đón nhận những mối liên kết kinh doanh mới, vì đây sẽ là bước khởi đầu cho những thành công vượt bậc trong tương lai. Một điều đặc biệt cần lưu ý là sự kiên nhẫn và cẩn thận sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công trong những tháng cuối năm này. Quý vị hãy tận dụng từng cơ hội một cách khôn ngoan. Không vội vàng đưa ra quyết định mà hãy phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề. Sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp quý vị tự tin hơn trong việc đối mặt với thách thức và chớp lấy cơ hội. Hãy chú ý đến việc phát triển bản thân qua việc nâng cao kỹ năng, tham gia các khóa học hoặc hội thảo. Điều này không chỉ giúp quý vị tự tin hơn trong công việc, mà còn tạo thêm giá trị cho bản thân trong mắt các đối tác và đồng nghiệp. Mạng lưới quan hệ cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Hãy chủ động kết nối và duy trì các mối quan hệ, vì biết đâu những người bạn cũ sẽ là cầu nối đưa quý vị đến với những cơ hội tuyệt vời. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự thành công không chỉ đến từ công việc, mà còn từ những mối quan hệ và cảm xúc tích cực. Hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình, vì điều này sẽ giúp quý vị có được nguồn năng lượng mới và sự hưng phấn trong công việc. Những khoảnh khắc thư giãn và sum vầy sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp quý vị giữ vững tinh thần trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nhiều cơ hội và thách thức thú vị. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì tốt đẹp nhất đang chờ đón quý vị. Phương diện tài lộc. Trong những tháng cuối năm 2024, tài vận của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ chứng kiến một sự chuyển biến tích cực đáng kể. Những nỗ lực và quyết định sáng suốt trong quá khứ sẽ bắt đầu mang lại trái ngọt, giúp quý vị cảm nhận được sự dồi dào của nguồn tài chính. Tiền bạc sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là từ những khoản đầu tư mà quý vị đã thực hiện trước đó hoặc những cơ hội kinh doanh mới đang chờ đón. Đây là một thời điểm lý tưởng để quý vị xem xét và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn. Quý vị có thể cảm thấy hào hứng trước những cơ hội đầu tư đang xuất hiện và điều này hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự cẩn trọng là điều cần thiết trong giai đoạn này. Đừng để lòng tham hay sự hối hả làm mờ đi khả năng phán đoán của mình. Trước khi quyết định đầu tư hay tham gia vào bất kỳ dự án kinh doanh nào, quý vị nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan. Hãy phân tích mọi khía cạnh, từ rủi ro đến tiềm năng sinh lời để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Một cách tiếp cận thông minh và có kế hoạch sẽ giúp quý vị tránh khỏi những quyết định sai lầm có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Ngoài ra,
quý vị cũng nên chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân, thiết lập một ngân sách hợp lý, theo dõi thu chi hàng tháng và dành dụng một phần cho các trường hợp khẩn cấp, sẽ giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn. Hãy cân nhắc đầu tư vào những lĩnh vực mà quý vị am hiểu như bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh để có thể tối ưu hóa nguồn vốn của mình. Cuối cùng, đừng quên chia sẻ thành công tài chính với gia đình và những người thân yêu. Việc tạo dựng một bầu không khí tích cực và hỗ trợ nhau trong những kế hoạch tài chính sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ và mang lại sự hạnh phúc lâu dài cho quý vị. Những tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Hãy chuẩn bị tâm lý và tinh thần để đón nhận mọi cơ hội, nhưng cũng đừng quên giữ vững sự thận trọng và sáng suốt trong mọi quyết định của mình. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong những tháng cuối năm 2024 là một khía cạnh cần được chú ý đặc biệt. Thời điểm này, quý vị có thể cảm nhận sự gia tăng áp lực từ công việc và cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt, quý vị nên đặc biệt chú ý đến cuộc sống và hệ tiêu hóa. Hai khu vực có thể trở thành vấn đề nếu không được chăm sóc đúng mức. Để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và dẻo dai, việc duy trì một lối sống lành mạnh là điều cần thiết. Quý vị nên lên kế hoạch cho một chế độ ăn uống khoa học, bao gồm nhiều loại thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và các loại đồ uống có đường sẽ giúp quý vị duy trì một cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngoài chế độ ăn uống, việc tập luyện thể dục thể thao cũng vô cùng quan trọng. Hãy tìm cho mình những hoạt động phù hợp như yoga, đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội để tăng cường sức khỏe tổng thể. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn và tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, việc chú ý đến tư thế ngồi và cách làm việc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cột sống. Hãy đảm bảo rằng quý vị ngồi thẳng lưng khi làm việc, sử dụng ghế có đệm hỗ trợ và thường xuyên đứng dậy vận động nhẹ nhàng để giảm bớt áp lực lên cột sống. Ngoài những yếu tố về thể chất, sức khỏe tinh thần cũng cần được chăm sóc. Quý vị hãy tìm cách giảm thiểu qua việc thực hành thiền định, yoga hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật mà quý vị yêu thích. Hãy dành thời gian cho bản thân và tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống để tái tạo năng lượng cho tâm hồn. Cuối cùng, nếu cảm thấy có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp quý vị bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả nhất. Tóm lại, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà quý vị cần chăm sóc trong những tháng cuối năm này. Hãy tạo dựng cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống để có thể tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Phương diện tình cảm, gia đạo. Gia đình của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong những tháng cuối năm 2024 sẽ trải qua một giai đoạn hòa hợp và ấm áp. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây sẽ dần được tháo gỡ, tạo nên bầu không khí thân thiện và yêu thương. Quý vị sẽ nhận thấy rằng sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trong thời gian này, việc giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy dành thời gian trò chuyện và lắng nghe ý kiến của từng thành viên trong gia đình. Từ đó có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Những cuộc thảo luận thân mật sẽ không chỉ giúp xóa bỏ những hiểu lầm mà còn gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Nhân dịp chuẩn bị cho cái Tết sắp tới, không khí gia đình sẽ càng thêm rộn ràng và phấn khởi. Quý vị và gia đình có thể cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động, từ trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ đến việc mua sắm và chuẩn bị quà Tết. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, là nguồn cảm ứng cho cả gia đình. Hãy tận dụng cơ hội này để tổ chức những buổi tụ họp gia đình, nơi mà mọi người có thể quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Những bữa tiệc nhỏ, những cuộc đi chơi hoặc những buổi xem phim tại nhà sẽ mang lại niềm vui và sự gắn kết cho cả gia đình. Đặc biệt, đừng quên bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình. Những lời khen ngợi, sự quan tâm và những hành động nhỏ như giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày sẽ tạo nên một môi trường yêu thương và ấm áp. Cuối cùng, trong những tháng cuối năm, quý vị hãy dành thời gian để tri ân những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ mình. Dù là trong những lúc khó khăn hay những thời khắc vui vẻ,
gia đình luôn là bến đỗ an toàn và là nguồn động viên lớn lao. Tóm lại, phương diện gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ trở nên rực rỡ hơn trong những tháng cuối năm này. Hãy cùng nhau tạo dựng một bầu không khí ấm cúng, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc lẫn nhau. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ đón nhận một giai đoạn tài vận khởi sắc mạnh mẽ. Đây sẽ là thời điểm đầy hứa hẹn khi những khoản tiền từ các dự án hoặc hoạt động kinh doanh bắt đầu đổ về, mang lại cho quý vị một tháng thịnh vượng và phấn khởi. Những nỗ lực và sự kiên trì trong thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp, tạo điều kiện cho quý vị tận hưởng những thành quả của mình. Trong tháng này, quý vị có thể nhận được các khoản thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, từ tiền thưởng, hoa hồng cho đến lợi nhuận từ các đầu tư đã được thực hiện trước đó. Những kết quả khả quan này không chỉ giúp cải thiện tình hình tài chính, mà còn tạo động lực cho quý vị tiếp tục phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, trong khi tài vận đang thịnh vượng, quý vị cũng cần phải chú ý đến việc quản lý tài chính một cách hợp lý. Hãy tính toán kỹ lưỡng để tránh các khoản chi tiêu không cần thiết. Điều này sẽ giúp quý vị bảo vệ nguồn tài chính của mình và duy trì sự ổn định trong dài hạn. Hãy lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho tháng này, phân bổ ngân sách hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu và những dự định cá nhân. Bên cạnh đó, tháng 10 cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét và mở rộng các cơ hội đầu tư mới. Có thể tham gia vào những dự án mà quý vị đã suy nghĩ từ lâu hoặc kết hợp với những đối tác có uy tín để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy cẩn thận lựa chọn và không nên vội vàng, mà hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt, nếu có cơ hội, quý vị cũng nên nghĩ đến việc dành một phần tài chính cho việc nâng cao bản thân, như tham gia các khóa học hoặc tìm hiểu về đầu tư và tài chính. Điều này không chỉ giúp quý vị nâng cao kỹ năng mà còn tạo ra cơ hội để kết nối với những người cùng chí hướng, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Tóm lại, tháng 10 âm lịch, Ất Hợi, hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 một nguồn tài chính dồi dào và thịnh vượng. Hãy tận dụng cơ hội này một cách thông minh, đồng thời chú ý đến việc quản lý tài chính để duy trì sự ổn định và bền vững cho tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ cảm nhận rõ rệt sự phù trợ của quý nhân, tạo điều kiện cho mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những nỗ lực và tâm huyết của quý vị trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại cho quý vị những thành tựu đáng kể trong công việc, tài chính và cả trong đời sống gia đình. Đây thực sự là một tháng đầy hứa hẹn và tràn đầy năng lượng tích cực. Công việc của quý vị sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan. Với những dự án tiến triển thuận lợi và sự công nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên, điều này không chỉ giúp nâng cao vị thế của quý vị trong môi trường làm việc, mà còn tạo ra cơ hội thăng tiến và mở rộng sự nghiệp. Hãy tận dụng những cơ hội này để chứng tỏ khả năng và sự cống hiến của mình. Về mặt tài chính, tháng này cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều tín hiệu tốt lành. Các khoản đầu tư trước đó sẽ bắt đầu sinh lời, giúp củng cố nền tảng tài chính và tạo điều kiện cho các kế hoạch chi tiêu trong tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị cân nhắc việc thực hiện các kế hoạch dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Hãy mạnh dạn xem xét những cơ hội mới, đồng thời dựa vào sự tư vấn của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định sáng suốt. Đặc biệt, không chỉ có công việc và tài chính, mà gia đình cũng sẽ trải qua một giai đoạn hòa hợp và vui vẻ. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ được cải thiện với những buổi sum họp đầy ấm áp và ý nghĩa. Hãy dành thời gian quý báu để gắn kết với người thân, chia sẻ niềm vui và hỗ trợ nhau trong những kế hoạch chung. Đồng thời, quý vị cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình trong tháng này. Những hoạt động thể thao, các bữa ăn dinh dưỡng và giấc ngủ đủ sẽ giúp mọi người duy trì năng lượng và sự hứng khởi trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 11 âm lịch, Bính Tý sẽ mang đến cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 một cơ hội tuyệt vời để phát triển và tiến xa hơn. Hãy nắm bắt những dấu hiệu tích cực này, thực hiện các kế hoạch dài hạn và cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, sẽ mang đến cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.
Đây là thời điểm mà quý vị có thể cảm nhận rõ rệt sự ấm áp của gia đình, sự thịnh vượng trong tài lộc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hòa thuận hơn, tạo nên không khí vui tươi và đoàn kết khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng và viên mãn. Trong tháng này, quý vị sẽ có cơ hội tận hưởng những thành quả của một năm lao động miệt mài, những nỗ lực và cố gắng trong công việc sẽ được ghi nhận, mang lại cho quý vị không chỉ sự hài lòng mà còn niềm tự hào về những gì mình đã đạt được, các khoản tài chính ổn định. Cùng với những khoản thu nhập từ công việc và đầu tư sẽ giúp quý vị có được một cái Tết đầy đủ, không phải lo lắng về tài chính. Cảm giác hạnh phúc sẽ càng được nhân lên khi quý vị quây quần bên gia đình trong những ngày lễ hội. Đây là thời điểm để tất cả mọi người chia sẻ niềm vui, trò chuyện và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Những bữa cơm sum họp, những món ăn truyền thống trong dịp Tết sẽ là cầu nối gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, quý vị cũng nên dành thời gian để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành công và bài học đã rút ra trong năm. Hãy đặt ra những mục tiêu cho năm mới, đồng thời tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng cho những thử thách mới sắp tới. Tóm lại, tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu sẽ là một tháng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và sự viên mãn cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình, cảm nhận tình yêu thương và sự đoàn kết trong những ngày lễ hội và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn có thể gặp phải trong những tháng cuối năm 2024, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cần chú trọng đến việc giữ gìn phong thủy nhà cửa. Một không gian sống hài hòa không chỉ mang lại sự an lành cho gia đình mà còn giúp thu hút những năng lượng tích cực. Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của quý vị luôn sạch sẽ, ngăn nắp và bố trí đồ đạc hợp lý, tránh để những vật cản trở luồng khí lưu thông. Việc đặt những vật phẩm phong thủy như đá quý, tranh ảnh hợp mệnh hay cây cảnh phù hợp cũng sẽ góp phần mang lại may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó, việc thực hiện lễ cúng bái tổ tiên vào những ngày lễ lớn cũng rất quan trọng. Đây không chỉ là dịp để quý vị thể hiện lòng hiếu thảo và tôn kính đối với tổ tiên, mà còn là cơ hội để cầu xin bình an, sức khỏe và sự thịnh vượng cho gia đình trong năm mới. Hãy chuẩn bị mâm cỗ trang trọng và thực hiện các nghi lễ với lòng thành tâm. Điều này sẽ giúp quý vị tích lũy phước đức và nhận được sự phù hộ từ tổ tiên. Một cách hiệu quả khác để hóa giải vận hạn là làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn góp phần tích lũy phước báo. Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa như tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn hay đơn giản là thể hiện lòng tốt với những người xung quanh đều sẽ mang lại những điều tốt lành cho quý vị. Nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với những ai biết cho đi và san sẻ yêu thương. Đặc biệt trong giai đoạn này, quý vị cần cẩn trọng với các hoạt động có rủi ro lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Hãy tránh xa những quyết định vội vàng, đầu tư mạo hiểm mà không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Tích lũy kiến thức và thông tin đầy đủ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào sẽ giúp quý vị hạn chế rủi ro và tránh những điều không mong muốn. Việc giữ gìn phong thủy, thực hiện lễ cúng bái tổ tiên, làm việc thiện và cẩn trọng trong các quyết định tài chính sẽ giúp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Hãy mở lòng với những điều tốt đẹp, sống tích cực và luôn sẵn sàng chào đón những cơ hội mới. Thưa quý vị, Phật dạy rằng buông xả là con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật. Đối với tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, việc thực hành buông xả không chỉ đơn thuần là từ bỏ những thứ vật chất hay thói quen xấu, mà còn là một nghệ thuật sống, một cách để tìm kiếm và nuôi dưỡng sự bình an bên trong. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, nơi mà những lo âu, căng thẳng và áp lực từ xã hội luôn hiện hữu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường dễ dàng bám víu vào những điều không còn phù hợp với bản thân, như những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, những kỳ vọng không thực tế hay sự hối tiếc về quá khứ. Những suy nghĩ và cảm xúc này không chỉ làm gia tăng gánh nặng cho tâm trí, mà còn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản và đôi khi rơi vào trạng thái khổ đau. Buông xả chính là một cách để giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng ấy, giúp ta mở ra một không gian trong tâm hồn để đón nhận những điều tốt đẹp, tích cực hơn. Hành trình buông xả. Khi quý vị học cách buông bỏ, đó không có nghĩa là quý vị sẽ từ bỏ hết mọi thứ xung quanh mình. Thay vào đó, việc này giống như một cuộc hành trình tìm về bản thân.
một cuộc đối thoại với chính mình để nhận ra những gì thực sự quan trọng và cần thiết. Khi quý vị từ bỏ những điều không còn phù hợp, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Khi đối diện với khó khăn, thay vì cố gắng níu giữ mọi thứ theo cách của mình, hãy thử nghiệm cảm giác buông bỏ. Điều này có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, như từ bỏ một suy nghĩ tiêu cực hay một mối quan hệ không còn mang lại niềm vui. Quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thanh thản trong lòng khi không còn bị chi phối bởi những lo lắng, gánh nặng. Thực sự, buông bỏ là một hành động can đảm, cho phép chúng ta thoát ra khỏi những sợi dây vô hình mà chính chúng ta đã tạo ra. Tìm kiếm sự bình an, thực hành buông xả cũng giúp quý vị nhận thức rõ hơn về những vấn đề đang tồn tại. Khi lòng đã nhẹ nhàng, tâm trí sẽ trở nên sáng suốt hơn, giúp quý vị có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và đưa ra quyết định sáng suốt. Quý vị sẽ không còn bị cản trở bởi những cảm xúc tiêu cực, mà thay vào đó sẽ thấy mọi thứ một cách khách quan hơn. Thực hành buông xả trong những tháng cuối năm này đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm để quý vị suy nghĩ về những gì đã qua và chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Hãy để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ. Khi tâm hồn thư thái, quý vị sẽ nhận thấy những cơ hội mới và những niềm vui không ngờ tới, những điều mà trước đây có thể đã bị che khuất bởi những lo toan và áp lực. Hạnh phúc và sự thành công. Cuối cùng hãy nhớ rằng, buông xả chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Khi quý vị sống với tâm hồn nhẹ nhàng và lòng tràn đầy yêu thương, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Hạnh phúc không phải là mục đích đến, mà là hành trình, và việc thực hành buông xả sẽ giúp quý vị trở về với chính mình, cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm niềm vui trong những điều đơn giản nhất. Mỗi ngày là một món quà, và khi quý vị học cách buông bỏ những lo lắng, những rào cản tâm lý, quý vị sẽ thấy rằng cuộc sống có thể trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy để lòng mình mở rộng, chấp nhận và yêu thương, và hạnh phúc sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong mọi chặng đường. Tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ nay đến Tết 2025 không chỉ hứa hẹn những điều tích cực, mà còn mang đến một cơ hội tuyệt vời để tái tạo lại cuộc sống. Những khó khăn mà quý vị đã trải qua sẽ dần được hóa giải, tài lộc sẽ bắt đầu chảy về, sự nghiệp và gia đạo đều có những bước tiến mạnh mẽ. Đây là thời điểm để quý vị tự tin vươn mình ra thế giới, chấp nhận những cơ hội mới và tận hưởng những điều tốt đẹp đang chờ đón. Trong hành trình này, hãy luôn nhớ rằng, việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh là vô cùng quan trọng. Khi lòng đầy sự bình an, quý vị sẽ dễ dàng đón nhận mọi điều tốt đẹp. Hãy thực hành buông xả để những phiền muộn, lo toan không còn là gánh nặng cản trở bước tiến của quý vị. Điều này sẽ giúp quý vị không chỉ sống vui vẻ hơn, mà còn dễ dàng kết nối với những người xung quanh, tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa và bền vững. Hãy để những ngày tháng tới đây trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời quý vị. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các video trên kênh Minh Đường Tử Vi, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về tử vi và phong thủy. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi độc đáo và thú vị trong các video tiếp theo. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Hãy luôn giữ tâm hồn tươi sáng và đón nhận cuộc sống với trái tim rộng mở. Bởi những điều tốt đẹp nhất thường đến với những ai biết chờ đợi và tin tưởng vào tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.